Xin chào tất cả anh em. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc laptop gaming ở phân khúc tầm trung đang rất thịnh hành. Đó là chiếc laptop Acer Aspire 7 và nó có mã là A717-72G57i3. Nhìn tổng thể thì đây là một chiếc laptop có thiết kế rất mềm mại và chắc chắn. Và nhìn sơ qua về bề ngoài của chiếc laptop thì nó khá đơn giản với tông màu đen. Nắp máy được thiết kế bằng hợp kim màu đen, khi nhìn vào trông nó thật sang trọng và bóng bẩy. Và điều đó giúp cho logo của Acer nổi ngay trên bề mặt của nền đen. Các góc cạnh được bo tròn tạo cảm giác thoải mái cho người cầm vào máy. Về hiệu năng, nó được trang bị bộ vi xử lý Core i5-8300H có xung nhịp cơ bản là 2.3GHz và có thể ép xung lên 4GHz, cùng với đó là chiếc RAM 8GB DDR4. Bên cạnh đó, chiếc laptop còn được trang bị cho mình thêm một cạc đồ họa rời NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB DDR5 cho khả năng chơi game và xử lý đồ họa tốt hơn. Ngoài ra, nó còn trang bị cho mình một ổ cứng HDD 1TB giúp cho bạn có thể lưu trữ dữ liệu. Về khả năng hiển thị của chiếc laptop này thì nó được trang bị một màn có kích thước là 17,3 inch và có độ phân giải là Full HD, cùng với đó là tấm nền IPS đem đến các trải nghiệm chân thật về màu sắc, kể cả khi bạn nhìn với một góc hẹp. Ngoài ra, màn hình này còn có khả năng chống chói giúp cho việc sử dụng ngoài trời dễ dàng hơn. Và đặc biệt hơn là Acer còn cung cấp công nghệ Blue Light siêu cân bằng ánh sáng và nhiệt độ màu để bảo vệ mắt người sử dụng. Về bàn phím và các cổng kết nối, bàn phím được thiết kế dạng full size với bàn phím số riêng biệt. Điều này giúp cho bạn thuận tiện khi sử dụng và có hành trình phím sâu và có độ nảy rất tốt nên rất là đầm tay. Bàn phím này có sử dụng led back nên rất thích hợp cho người sử dụng vào ban đêm. Acer còn tích hợp thêm cả biến vân tay một chạm ngay trên touchpad giúp cho việc mở máy của bạn dễ dàng và có tính năng bảo mật cao hơn. Nó trang bị đầy đủ các cổng kết nối thông dụng hiện nay như hai cổng USB 2.0, một cổng USB 3.0, USB Type-C 3.1 cùng với các khe HDMI, khe LAN và khe SD. Điều đó giúp cho việc trao đổi dữ liệu với các thiết bị khác trở nên dễ dàng. Về mức pin của em nó là 3320mAh. Mình đánh giá mức pin này chỉ ở mức trung bình. Nếu sử dụng liên tục thì nó chỉ có thể sử dụng 3-4 giờ đồng hồ. Về hệ thống tản nhiệt của Acer A7 có hai quạt tản nhiệt nằm kề nhau, khá gần vị trí của CPU và GPU. Chưa hết, Acer rất tinh tế khi đặt hàng loạt các khe tản nhiệt tại vị trí có mức sinh nhiệt cao. Thêm một điểm mà mình rất thích ở chiếc laptop này là hệ thống tự điều chỉnh tốc độ quạt. Điều đó giúp cho nó ổn định nhiệt độ cho toàn bộ hệ thống. Chiếc laptop trang bị cho mình hệ thống loa Dolby Audio cùng với các chế độ sử dụng có thể tùy chỉnh theo sở thích. Ngoài ra, nó còn sử dụng giả lập âm thanh vòm, điều đó sẽ giúp bạn cảm nhận được rõ từng chi tiết nhỏ nhất khi chơi game, đặc biệt là các tựa game sinh tồn. Với giá thị trường chỉ hơn 20 triệu đồng với các hiệu năng mạnh mẽ và bền bỉ thì Acer A7 là một lựa chọn không thể bỏ qua, đáp ứng được hầu hết tất cả những gì mà người dùng mong đợi ở một phân khúc tầm trung. Các bạn đánh giá như nào về chiếc laptop này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới. Cảm ơn tất cả các bạn.